Mình xin chào mấy bạn nha, xin chào toàn thể anh chị em nha. Xin chào cả nhà. Bữa nay thì gia đình mình bữa nay là ăn bánh canh thịt vịt. Bữa nay mình làm cái tập này nó thì tập mà ba nha. Chiều qua thì bữa kia thì ăn bánh chén cuốn cá điều hồng mày. Bữa nay gia đình mình ăn bánh canh. Mình mời cả nhà nha. Mình mời toàn thể anh chị em. Mấy bạn nào thì có đăng ký ngoài kênh mình thì nhớ và ủng hộ và like và chia sẻ giùm cho mình nha. Chúc mấy bạn mình một buổi tối vui vẻ. Quán gia đình mình ăn mà nhẹ thôi mấy bạn ơi. Ăn thì ăn có bánh canh nè. Ăn bánh canh mà vịt. Rồi heo. Mình chúc mấy bạn mình một bữa chủ nhật tràn đầy và hạnh phúc. Đây là tô mà bánh canh mình nghe bạn. Tô bánh canh mình mua làm ở nhà, nếu mà đi ra ngoài ăn một tô thì này nó đến mà 30.000 một tô á. Đây là nhà mình, giờ này có là nó 6 giờ rồi. Giờ này có 6 giờ nè, thấy không? Nhà mình ở trong kinh. Bởi vì nó tối hù à. Mình lòng tập này đó là mình tập thứ 3 rồi đó. Tốn canh này. Gia đình mình ngày nào cũng ăn bánh canh vậy đó. Lâu lâu ăn một bánh chén cuốn với gì mà ăn mà lẩu mắm. Tô bánh canh này chứ mấy bạn thấy không nè, toàn là thịt vịt không à? Thịt vịt rất ngon đúng không? Lưu đâu vậy ta? Đây là mẹ mình. Đó là thằng Lưu. Đó là thằng Lưu thấy không? Đó. Mình phải lúc nào cũng có Lưu chứ. Đó. Dễ thương không? Đó, mình quay lúc nào cũng có Lưu chứ. Mà mấy bạn nào thì có làm kênh YouTube về mà những mấy cái món ăn đó, thì mình làm cho quay video mình nó thành đạt nha. Thì tại vì Nguyễn Tấn thì cũng mới làm YouTube đây mới tham gia ngày 26 nó tháng 4 rồi. Tại vì mình cũng mới làm kênh YouTube đây. Thì chúng mấy bạn mình thì làm kênh YouTube thì đạt được mà thành công trong cuộc sống. Tại vì mình đam mê, tại vì mình đam mê mà làm kênh YouTube. Tại vì đó giờ thì mình đâu biết làm đâu, hiện bây giờ mình đang làm nè. Bởi vì nó đam mê thôi. Bởi vì mình quay những món ăn không à. Với mà gia đình với bạn bè.
Thì mấy bạn nào thì có ủng hộ và đăng ký thì nhớ mà chia sẻ và list like cho mình ha. Và ủng hộ cho mình cũng cảm ơn nhiều. Bởi vì mình quay thì mình quay về ban đêm không anh? Tại vì ban đêm thì nhà mình ăn đồ ăn ăn cơm thì mình quay, với ban ngày thì mình đi làm mình công chuyện này rồi không rảnh thời gian quay được. Thì chúc mà mấy mấy anh mấy chị mấy mấy cô mấy bác mà ở bên mà nước ngoài á, với mà mấy chị nào bên nước ngoài có mà ủng hộ kênh cho em á thì nhớ và chia sẻ với mình và đăng ký dùm kênh cho em, thì cho kênh em được là cái mà nó phát triển cho kênh em thêm. Đây là nhà của em nha, quen trước nha. Đó, nhà em á nó tối hù à. Bởi vì ở trung kinh mà nhà em ở miền Tây. Nhà em thì không có đơ mà cái gì mà nó dân á, chỉ có nhiêu đây nha. Nó tự nhiên. Trung kinh mà miền Tây yêu dấu. Qua em thì ở Cần Thơ nha. Đó là con lũ của em đó, thấy không? Ngày lúc nào em quay em thì cũng có nó vậy á, thương nó lắm. Thì chúc mấy anh chị em mình một buổi tối vui vẻ nha. Thôi em mà cái kênh này cái video này thì em cũng ngưng đi, tạm tạm ngưng, tại vì tô bánh canh em để đây em chưa có ăn. Chúc mấy anh chị thì một buổi tối vui vẻ và tràn đầy và hạnh phúc, và nhớ và đăng ký và chia sẻ giùm cho em nha. Thì mấy anh chị nào có làm những món ăn á thì nhớ và list giùm cho em cái.